Vâng các bác ơi, đây là một siêu phẩm MTB mang tên là Lewis Gardner. Đây là một chiếc MTB full đồ nhá. Đấy, dạng chiếc MTB lên đồ cho các bác luôn. Con này là form xe là cực kỳ là hầm hố rồi. Các bác có chiều cao một xíu đi chiếc xe này rất là hợp. Nói chung là xe này thì tầm 1m58-60 là đi ok thôi. Tuy nhiên là các bác lên chiều cao cho em 1m65 trở lên đi cực kỳ hầm hố, rất đẹp luôn. Đấy, người càng cao thì đi chiếc xe này càng hợp. Con này có thể dành cho người 1m8 đi cũng được nhá. Size của con này rất rộng, khoảng từ 1m58 cho đến 1m85 là đi ok, đi rất đẹp. Vì bánh con này là bánh của nó là bánh to. Đấy, bánh địa hình nhưng mà dạng bánh to nhá. Bánh con này nó phải nằm tầm cỡ là trên 27 rồi. Đấy, các bác đang xem video vui lòng kích cho em xin nút like. Ai chưa đăng ký kênh bấm đăng ký kênh để follow những mẫu xe thể thao mới nhất bên em, để các bác lựa chọn để đi mua cho mình được chiếc xe đi thể thao nâng cao sức khỏe như ý muốn nhá. Đây là một con Lewis Gardner, một con của Canada xuất Nhật. Màu của nó là màu xanh lá cây rất đẹp. Đấy, mang mã số X928 nhá các bác. Con này mang mã số là X928 này. Các bác nhớ mã số xe nhá, X928. Và thông thường thì cứ như thường lệ như video thì em sẽ đi tổng quan, đi chi tiết và phần cuối cùng sẽ báo giá của chiếc xe. Đấy, thì các bác nhớ xem nhá. Nhiều bác là vào là cứ thấy hình xe ban đầu thì các bác là vào lại các bác nhắn hỏi giá, em báo ở đoạn gần như cuối của giới thiệu chiếc xe đấy. Các bác nhớ đọc, hoặc là các bác tua thì đoạn cuối các bác sẽ biết được giá thôi. Khi các bác ưng dáng xe, các bác tua về cuối các bác sẽ biết được giá nhá. Em sẽ đi tổng quan trước nhá. Đây, màn sườn phải của xe đây. Em review ở như trên cao một xíu để các bác thấy hình dáng tổng thể của xe luôn. Phía sau này, em quay xe ở khu vực trên tầng 2 cho nên đi phía trước này nó không được hoàn hảo lắm. Nếu xe mang xuống sân thì phần trước của xe là sẽ hoàn hảo hơn. Tuy nhiên là nhìn cơ bản là các bác hình dung được thôi. Các bác sẽ hình dung thôi, lát em sẽ đi chi tiết cấu hình. Dáng xe này thì dáng chuẩn rồi, dành cho người có chiều cao, đi là cực kỳ đẹp. Đó, con này là con MTB, có phục nhún phía trước nhá, hai sóc trước, hai càng sóc đấy các bác. Con này thì nói chung bộ khung sườn nguyên zin của nó rồi, cái nước sơn màu xanh lá cây rất đẹp, một thương hiệu rất nổi tiếng của Lewis Gardner. Đây là một thương hiệu của Canada. Đấy, với một tay đua huyền thoại mang tên ông luôn. Xe hạng xe mang tên ông luôn, mang tên tay đua huyền thoại, đã từng vô địch Tour de France nhá. Thành lập nói chung là thương hiệu này thành lập cũng phải được 60 năm rồi đấy các bác. Rất đẹp, có trang bị dọ hàng này, các bà ga phía trước này, phía sau này. Có đèn máy phát điện này. Mời các bác xem chi tiết cấu hình của em Lewis Gardner này nhá. X928 nhá, mã số của xe. Cọc in và gọng in và in zin đét theo xe, in là in da bọc, là in da bọc màu đen, cái trong điện mút rất êm luôn các bác. Đó, cọc in là nhôm sơn tĩnh điện màu đen, khóa hồng tháo lắp nhanh, cũng như chỉnh sửa nâng hạ cọc in là nguyên zin theo xe nhé. Xe trang bị là gọng nhôm, đấy, sơn tĩnh điện màu đen, có kẹp hàng này. Ở đuôi gác ba ga này của xe là có một chiếc đèn cảm biến ánh sáng, đèn là an điện ở mai ở phía trên nhá, có dây dẫn phía trên đây. Dây nó dẫn lên phía mai ở phía trên. Đi là khi vào ánh sáng nó sẽ có cảm biến ánh sáng, đi ban đêm thì nó nháy rất đẹp. Về cấu hình của lốp đây các bác, lốp zin, lốp địa hình, lốp Canada chữ trắng này. Đó, lốp Canada này. Thông số lốp con này đây. Đấy, thông số lốp con này em nói rồi, đó là những 27.5 nhá, trên 27 đúng rồi. 27.5 mà lại còn nhân 1.95 chứ không phải 1/3 đâu. Nên là bánh lốp của nó là bánh to. Nó phải tương đương với cỡ bánh là cỡ bánh 28 nè, xem cỡ bánh 28 nè. Vành nhôm hai lớp nguyên zin. Nan hoa thì là inox chân đồng. Đấy. Mayer là Mayer của Zytech, Mayer nhôm của Zytech. Xe chạy 3 tầng đĩa và 7 tầng lip. Sơn lip đều của Shimano luôn. Lốp cùi đè và gạt đĩa đồng bộ Shimano Tonnage. Gạt đĩa đây Shimano Tonnage. Xe có trang bị gọng bảo vệ cùi đè luôn. Hệ thống dây còn nguyên zin dây Nhật. Phản quang bánh trước bánh sau đều màu vàng nhá. Phanh thì là phanh cũng là phanh của Techo luôn rồi. Phanh là phanh gọng V2 mảnh nhôm sơn tĩnh điện màu đen của Techo. 3 tầng đĩa.
Đùi đạp là nguyên zin theo xe. Đùi đạp là đùi nhôm sơn tĩnh điện màu đen. Pedal của nó pedal bạc đạn gọng nhôm luôn. Pedal gọng nhôm. Nhôm trắng này. Phản quang hai mặt của nó là màu vàng này. Đấy, đùi của Shimano luôn các bác, đùi của Shimano luôn, đùi đĩa 4 chấu. Tem an ninh màu vàng này. Đấy, tem hệ nhôm này của xe này. 6061. Mối hàn bầy cá đây các bác. Màu xe đây, màu xanh. Rất đẹp mắt. Các bác hợp màu xanh phong thủy màu này thì à. Thì dinh ngay em ấy nhá. Đây bản xe của nó đây. LG LG. Tem chữ của nó màu trắng luôn, liếu gạt nơ. Cọng nước của xe là gọng nhôm, sơn tĩnh điện màu đen. Hệ thống dây của xe nó đi nổi. Đấy, đi phần dưới của khung xéo của xe, khung ngang của xe. Đấy, giống chéo là bản hộp to. Đấy, rất khỏe xe các bác. Mối hàn với cá này. Rất đẹp. Đặc trưng của liếu gạt nơ. Bát chén thì của FSA rồi. Một bát con này một bát 5 vòng nhá. Vô tăng của liếu gạt nơ. Ô tăng ghi đông đều lưới đặc nơ luôn. Đấy, ghi đông thì hơi cong cá nhén rồi, dành cho người trung tuổi đi rất hợp. Bộ bấm xả và phanh để ăn một cụm. Dạng này thì cực chất, 7 đĩa này. À 7 líp này, 3 đĩa này. Tay phanh tay nhôm luôn nhá, đều của Shimano, ăn một cụm nhá. Hệ thống xây phanh là của Nhật nguyên zin màu vàng. Đấy, mặt nạ ô tăng của nó mặt nạ đặc, 4 ốc. Ghi đông cong cá nhén. Chuông là chuông màu đen bật cơ, chuông kéo cơ. Của Nhật rất kêu rồi. Con này có chiếc dọ hàng là gọng nhôm, sơn màu đen luôn đó các bác. Đấy, sơn màu đen luôn. Gabaga trước cũng là sơn màu đen luôn. Con này thì trang bị đèn của Panasonic nhá. Đèn LED một bóng LED và một bóng phản quang này. Đi ban đêm thì sáng rồi. Các bác mua dạng xe có đèn, có may phát điện hay là có dạng pin dạng ấy em sẽ test đèn. Thậm chí là có sóc thì test luôn sóc cho các bác nhé. Con này có hai càng sóc phía trước. Càng sau phía trước, càng phục của nó là của Santos rồi. Sơn màu đen. Phanh của Techo này, phanh trước này, gọng về hai mảnh nhôm của Techo đây. Rất đẹp. Cấu hình lốp trước như lốp sau là lốp của Kenda chữ trắng này. Thông số là 27.5 x 1.95 này, vành nhôm hai lớp này. Phản quang bánh màu vàng này, lan hoa inox chân đồng này. Đấy, mai ở trước là mai ở phát điện này. Nguyên zin theo xe này. Đấy, rất đẹp. Rè con này rè trước rè sau đều là rè bán rộng nhá, rè bán rộng bán rè của địa hình. Đấy, van xe thì bánh trước bánh sau giống nhau, kiểu van chun xe máy. Đấy, kiểu van của bánh xe máy. Đấy, em dọi xuống khung gầm của xe các bác xem 3 tầng đĩa đây nhá. Bên này sẽ thấy rõ 3 tầng đĩa này. 3 đĩa 7 líp. Chân trống thì chân trống báng thép gọng nhôm. Trục giữa của xe để là con này trục giữa của nó là chạy bi bạc đạn nhá. Trục sau của nó là trục rỗng rồi. Mai ơi của Ritex. Trục rỗng này. Kỳ chất. Một con xe có thể nói là khung sườn nhôm. Một chiếc MTB địa hình full đồ. Có mai ơi phát điện. Đấy, dành cho người có chiều cao. Con này thì các bác em mạnh dạn lên chiều cao các bác là đẹp nhất con này 1m70 đến 75 đi đẹp nhất nhá. Đấy, nó có thể sai lên nâng in lên thì đi đến 1m80-85 vẫn được nhờ các bác vì bánh to. Các bác ưng mẫu này thì alo cho em nhé. Số điện thoại thì ghim chạy trên video, ghim ở phần tiêu đề. Và giá chiếc xe này là 10 triệu 500 nghìn đồng nhé các bác. 10 triệu 500 nghìn đồng ship tận nhà cho các bác luôn. Các bác nhớ đón xem những mẫu xe tiếp theo em sẽ lên sóng cho các bác nhé.